Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Biển đảo quê hương của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Chương trình kỳ này sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây. Triển khai kế hoạch Tết Hải đảo nhân dịp đón Xuân Tân Sửu năm 2021, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đã tới thăm tặng quà các gia đình chính sách và ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn đơn vị đóng quân. Những ngày Tết, khi mọi người sum họp cùng gia đình thì những cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 luôn trong tâm thế sẵn sàng lên những con tàu hướng ra Biển Đông làm nhiệm vụ và đón một cái Tết cổ truyền ấm áp nghĩa tình bên đồng chí, đồng đội của mình. Sau những ngày vui xuân đón Tết cùng gia đình, ngư dân thành phố Đà Nẵng lại hối hả vươn khơi, mở chuyến biển đầu năm với tinh thần phấn khởi, ngư dân kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi bội thu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, triển khai kế hoạch Tết Hải đảo nhân dịp đón Xuân Tân Sửu năm 2021, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 do Đại tá Lê Huy Sinh, Chính ủy Vùng làm trưởng đoàn đã tới thăm tặng quà các gia đình chính sách có công và ngư dân có hoàn cảnh tại địa bàn đơn vị đóng quân. Tại buổi trao quà, đồng chí Chính ủy Vùng đã ân cần thăm hỏi tình hình đời sống và gửi lời chúc Tết vui tươi đầm ấm đến các hộ gia đình. Thời gian qua, công tác chăm lo các đối tượng chính sách, hộ gia đình khó khăn luôn được Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng quan tâm, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương thực hiện thường xuyên có hiệu quả. Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 mong muốn các hộ gia đình, nhất là bà con ngư dân từng bước khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, yên tâm vươn khơi bám biển cùng với các lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng đã tặng 115 suất quà, tổng trị giá hơn 57 triệu đồng, 100 lá cờ cho các gia đình chính sách, hộ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, huyện Bình Sơn, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, phối hợp với Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup trao tặng một xe máy trị giá 19 triệu đồng cho hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 5 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho các em học sinh nghèo đạt thành tích học tập tốt, thuộc xã Tâm Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Tham mưu Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 phối hợp với Phụ nữ Công an huyện Núi Thành và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tâm Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức chương trình Đông ấm Xuân yêu thương tại trường tiểu học Nguyễn Du, xã miền núi Tam Trà, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Tại chương trình, cán bộ Hội viên Phụ nữ đã trao tặng 100 áo ấm, 50 phần quà, tổng trị giá trên 30 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh là con em đồng bào dân tộc Kho. Kinh phí thực hiện chương trình do cán bộ chiến sĩ Hội viên Phụ nữ Bộ Tư lệnh Vùng quyên góp, ủng hộ và được huy động từ nguồn xã hội hóa. Đây là năm thứ ba liên tiếp, Phụ nữ Bộ Tư lệnh Vùng phối hợp với các tổ chức hội trên địa bàn đóng quân triển khai thực hiện chương trình Đông ấm Xuân yêu thương, từ đó tạo sức lan tỏa sâu rộng và thu hút không chỉ hội viên phụ nữ mà còn đông đảo cán bộ chiến sĩ trong đơn vị tích cực hưởng ứng tham gia. Lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đã phát hiện và tạm giữ tàu An Bình 88 vận chuyển dầu không có hóa đơn chứng từ hợp pháp. Lúc 10 giờ 30 phút ngày 22 tháng 1, tại vùng biển Núi Thành, Quảng Nam, lực lượng phòng chống buôn lậu gian lận thương mại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 tiến hành kiểm tra tàu An Bình 88, số đăng ký HB5720. Trên tàu có 3 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Thành sinh năm 1984, quê quán Hải Triều, Hải Hậu, Nam Định là thuyền trưởng, vận chuyển khoảng 20 mét khối dầu DO không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Tàu An Bình 88 thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Vận tải Biển An Bình, địa chỉ phòng 406, tòa nhà TD Business Center, lô 20A Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 đã tạm giữ tang vật phương tiện vi phạm và dẫn giải về cảng Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 để điều tra xác minh làm rõ vụ việc. Đồn biên phòng Cửa Đại, đồn biên phòng Cù Lao Chàm, bộ đội biên phòng Quảng Nam cùng các ngư dân của thành phố Hội An vừa triển khai tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển. Thiếu tá Nguyễn Hoang, đồn trưởng đồn biên phòng Cửa Đại cho biết lúc 16 giờ 30 phút ngày 20 tháng 2, đơn vị nhận được tin báo từ ông Võ Thanh Tân, phường Cửa Đại thành phố Hội An là thuyền viên trên tàu QNA 02340TS về việc ông Trần Văn Lắm, sinh năm 1962, trú tại khối Phước Hải, phường Cửa Đại, là chủ phương tiện kim thuyền trưởng tàu QNA 02340TS, hành nghề gập ghẹ, bị rớt xuống biển mất tích.
Theo trình báo của ông Tân, tàu có hai lao động xuất bến lúc 5 giờ sáng ngày 20 tháng 2 đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày tại tọa độ 15,51 độ Vĩ Bắc, 108,37 độ Kinh Đông, cách Hòn Tai, đảo Cù Lao Chàm khoảng 5 hải lý về hướng Đông Nam thì ông Lắm bị nạn. Nhận tin báo, 20 cán bộ chiến sĩ, 3 cano của đồn biên phòng Cửa Đại, đồn biên phòng Cù Lao Chàm cùng 12 cano tàu cá, 40 người của các doanh nghiệp và ngư dân đang đánh bắt gần đó để tìm kiếm. Tại Âu Thuyền và cảng cá Thọ Quang Đà Nẵng đã xảy ra vụ cháy khiến một số tàu cá đang neo đậu bị thiêu rụi và lan ra các tàu khác, gây thiệt hại nặng nề về tài sản. Vụ cháy được phát hiện vào khoảng 5 giờ 45 phút ngày 14 tháng 2 tại khu vực neo đậu của các tàu cá mang số hiệu tỉnh Bình Định. Do là tàu gỗ và còn nhiên liệu trên tàu nên vụ cháy nhanh chóng lan sang các tàu lân cận khiến 3 tàu cá bị cháy rụi và một số tàu bị cháy xém. Các lực lượng chức năng đã huy động gần 200 cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng phòng cháy chữa cháy, bộ đội biên phòng, ban quản lý Âu Thuyền đã tham gia chữa cháy. Đến khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, vụ cháy cơ bản được khống chế, không để tiếp tục lan sang các tàu lân cận. Vụ việc không gây thiệt hại về người, nhưng ước tính thiệt hại về tài sản của các tàu cá này lên đến hàng chục tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, những ngày cuối năm, khi mọi người tất bật hoàn thành công việc để về sum họp cùng gia đình, thì những cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 trong tâm thế sẵn sàng lên những con tàu hướng ra Biển Đông làm nhiệm vụ. Họ đã đón một cái Tết cổ truyền ấm áp nghĩa tình bên đồng chí, đồng đội của mình. Và chúng ta cùng chia sẻ với họ qua phóng sự sau. Không ồn ào, náo nhiệt. Trong căn phòng Hồ Chí Minh truyền thống, các chiến sĩ trên tàu Cảnh sát Biển 6001 đang tất bật chuẩn bị mâm ngũ quả, điểm thêm vài hoa mai vàng để trang hoàng một không gian đón Tết ấm cúng. Với những người lính đã có nhiều năm thực hiện nhiệm vụ trên tàu, đón Tết trên biển dường như đã rất đổi quen thuộc. Nhưng với chiến sĩ trẻ mới nhập ngũ thì đây là một mùa xuân đặc biệt với bao nỗi niềm riêng. Đây là lần đầu tiên em đón Tết ở trên tàu ở trong đơn vị, cũng là xa quê, xa gia đình. Em thật sự rất là buồn, nhưng mà được sự động viên, giúp đỡ của cán bộ chỉ huy tàu và anh em đồng chí đồng đội thì ở đây em cảm thấy rất là ấm cúng, cảm giác giống như là đang ở một gia đình mới. Một gia đình mới, có đồng chí, đồng đội quây quần bên nhau, cùng chia sẻ niềm vui, nỗi nhớ. Có lẽ với người lính cảnh sát biển là một trải nghiệm thú vị trong quãng đời quân ngũ của mình. Và tình đồng chí đồng đội ấy còn được gói gọn qua từng chiếc bánh chưng xanh nghĩa tình, được từng cán bộ chiến sĩ trẻ khéo léo vuông vén sao cho những chiếc bánh được chặt và đẹp mắt. Hội thi gói bánh chưng xanh thì đã được tổ chức hàng năm để tạo sân chơi cho cán bộ chiến sĩ trong những ngày Tết, cũng như là đem lại cái tinh thần đoàn kết, giúp yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau cho cán bộ chiến sĩ. Và cũng thông qua đó tạo một cái mối quan hệ giữa đoàn kết quân dân, giữa Liên chi đoàn Hải đội 211 và đoàn cơ sở xã Tam Quang. Những chiếc bánh gói lần này sẽ sau khi gói và nấu xong sẽ được đem và tặng cho cho nhân dân trên địa bàn xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My. Trong không khí vui xuân đón Tết là vậy, nhưng những người lính cảnh sát biển luôn trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu. Đây được coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, giữ gìn an ninh trên biển để nhân dân trên đất liền đón một cái Tết đầm ấm, an vui bên gia đình. Tàu đã quán triệt đến cán bộ chiến sĩ về chỉ thị mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán, tăng cường quân số theo quy định của đơn vị, duy trì nghiêm các lực lượng trực chỉ huy, trực ban, trực canh theo chế độ quy định của đơn vị. Bên cạnh đó cũng nắm tâm tư tình cảm của cán bộ chiến sĩ trong tàu, hoàn thiện các trang bị, vật chất, đảm bảo đón Tết an toàn, tiết kiệm. Tết ở trên tàu có thể không đầy đủ như trên đất liền, nhưng có lẽ ngày Tết cổ truyền chẳng ai tính đến chuyện thiếu thừa, bởi được tự tay chuẩn bị đón Tết trên tàu giữa biển quê hương. Với họ, đó đã là điều đặc biệt.
Thưa quý vị, không còn suy nghĩ tháng giêng là tháng ăn chơi, sau những ngày vui xuân đón Tết cùng gia đình, người dân thành phố Đà Nẵng lại hối hả vươn khơi. Hiện thời tiết tại khu vực miền Trung đang khá thuận lợi cho hành trình vươn khơi, mở chuyến biển đầu năm với tinh thần phấn khởi, người dân kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi bội thu. Những ngày qua, các ngư dân này đã sửa soạn ngư lưới cụ cho chuyến mở biển đầu năm. Với họ, chuyến biển đầu xuân có ý nghĩa rất quan trọng, là sự khởi đầu may mắn cho một năm, nên ai cũng hy vọng chuyến biển sẽ thắng lợi, trở về với cá nặng đầy khoang. Năm mùa năm nay như là mùng 4 là cũng lo tranh thủ vì thời gian biển nó ngắn ngày, vì trang nó tới. Nay chị tranh thủ đi rồi anh kiếm cũng bác có tươi rồi về cho bà con rồi đó. Là vì anh em kiếm mấy đồng rồi về nuôi vợ nuôi con rồi. Hồi năm nay nói chung cũng hạn chế với lại dịch bệnh đó, bà con ít đi đây đó nhiều, cho nên gì được ở nhà lâu cũng phí thời gian. Nói chung cái nghề mình đi trong vòng người về Nghĩa Trang thì chỉ được 7-8 ngày, cho nên đi còn sớm còn tốt để tranh thủ thời gian bỏ tốn phí đá xác được để chạy chuyến biển đầu năm để kiếm nó được sớm, được thời gian nó dài ngày hơn. Xuất hành trong điều kiện thời tiết thuận lợi của những ngày đầu xuân, bên cạnh mong muốn chuyến biển thành công, người dân ra khơi với mong muốn góp một phần công sức vào việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Đầu năm thì cũng đi để cầu may, để một cái năm để làm ăn cho nó phát đạt. Cái thứ hai là đầu năm thì anh em cũng vui xuân rồi thì cũng phải ra để bám biển để bảo vệ chủ quyền. Để đáp ứng nhu cầu vươn khơi của người dân sau những ngày nghỉ Tết, các đơn vị cung ứng dịch vụ hậu cần nghề cá như xăng dầu, nước đá tại cảng cá Thọ Quang cũng đã bắt đầu hoạt động trở lại để không làm ảnh hưởng đến hoạt động vươn khơi của bà con. Nhằm hỗ trợ cho bà con vươn khơi như làm cái thủ tục, giải quyết thủ tục nhanh gọn. Cái thứ hai nữa là làm việc với lại các cơ sở cung ứng dịch vụ hậu cần để mà chuẩn bị đủ hậu cần đá, xăng dầu, nước ngọt để cho bà con tiếp nhận kịp thời để mà tranh thủ được cái thời gian mà vươn khơi bám biển. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhiều tàu cá tại Đà Nẵng đã nhổ neo ra khơi, mang theo hy vọng của hàng vạn ngư dân miền Trung về một năm mưa thuận gió hòa, đánh bắt được sản lượng nhiều hơn năm trước. Phần cuối chương trình như thường lệ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những kiến thức về biển đảo trong một hỏi đáp kiến thức pháp luật. Câu hỏi: quy định của một số nước khi xử lý tàu cá nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép trên vùng biển của họ, trong đó có tàu cá Việt Nam thế nào? Trả lời: đối với Trung Quốc, nếu phát hiện tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển của họ để đánh bắt hải sản, thì các cơ quan chức năng của Trung Quốc sẽ tiến hành bắt giữ, xử lý theo quy định của pháp luật Trung Quốc hoặc tiến hành xua đuổi ra khỏi vùng biển của họ. Đặc biệt, có nhiều trường hợp lực lượng chấp pháp hay tàu cá của Trung Quốc tiến hành đâm chìm tàu cá của người dân ta. Đối với các nước khác như Indonesia, Malaysia, Philippines, nếu tàu cá của nước ngoài, trong đó có cả tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển của họ, thì cơ quan chấp pháp sẽ tiến hành bắt giữ người, tàu thuyền để xử lý. Họ tiến hành phạt tiền với số tiền rất lớn. Đối với người thì họ giam giữ, phạt tù, bắt lao động cải tạo. Đối với tàu cá thì họ tiến hành tiêu hủy. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong năm 2016, cả nước có 49 vụ tàu cá Việt Nam với 84 tàu cá, 608 ngư dân bị nước ngoài bắt giữ và tấn công trong khi đang đánh bắt hải sản. Câu hỏi: khi tiến hành đánh bắt cá ở các khu vực của Hiệp định Hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ phải tuân thủ những quy định gì? Trả lời: phải tuyệt đối thực hiện các quy định, nghiêm cấm đánh bắt thủy sản bằng các phương pháp như dùng chất nổ, chất độc, xung điện và các loại ngư cụ, phương thức khai thác bị cấm sử dụng do Ủy ban Liên hợp nghề cá quy định. Nghiêm cấm đánh bắt các loại sinh vật hoang dã quý hiếm dưới mức nguy cơ tuyệt chủng như sau: cá voi, cá heo, bò biển, rùa biển và san hô. Trong khi hoạt động đánh bắt bình thường, nếu vô ý bắt phải các động vật, sinh vật trên phải lập tức thả ngay xuống biển. Tàu cá đang đánh bắt hay đang di chuyển phải tuân thủ quy tắc tránh va giữa các tàu cá, không được làm ảnh hưởng hoạt động đánh bắt bình thường của các tàu cá khác. Khi xảy ra tranh chấp hoặc sự cố gây tổn thất trên biển giữa tàu cá của hai bên, thuyền trưởng hai bên phải cùng nhau bàn bạc giải quyết nghiêm cấm các hành vi bất hợp pháp như đánh, bắt người, đập phá, cướp tài sản hoặc phá hoại tàu. Trường hợp không giải quyết được tại chỗ, thuyền trưởng của hai bên phải điền vào giấy xác nhận sự cố trong vùng đánh cá chung và nộp chi cục khai thác và bảo vệ thủy sản địa phương để giải quyết.
Chương trình Biển đảo quê hương của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các số tiếp theo của chương trình.